toàn thể quý vị và các bạn, các đồng chí em yêu audio trên toàn quốc. Thì trước mắt quý vị đây là đô loa Lapsidro CSB12 xã hậu bass 30. Quý vị có nghe cái tiếng bass của nó đánh như là trống đánh thiệt ở ngoài nha quý vị. Đây là đẳng cấp của chiếc Lapsidro nha quý vị. Cái tiếng này thì những đô loa JBL không thể nào thể hiện được, ngay cả loa 4 tấc của JBL luôn. Đô loa này có công suất là 600W. Loa này là thương hiệu của Mỹ nha quý vị, sản xuất tại Nhật Bản, cực chất luôn. Bass 30cm, CSB12 có nghĩa là 12 inch 30cm. Chất kèn cục rất nặng nha. Bass 30cm. Thân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận. Chất âm cực kỳ hay luôn. Như vậy hồi em test karaoke cho quý vị nghe. Loa còn đẹp trên 95%, phải nói là gần như thiếu thùng xốp thôi. Tuyệt đẹp. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một đoạn karaoke đến từ đô la Lapsidro. Đi 1 2 3 4. Alo. Đừng nhìn nhau chi mà khoe lệ bờ vi, tình dù chưa phai không tránh được tự ly. Ai biết đời mai sao bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẻ đau khổ. Xóa xa từng kỷ niệm đầy nơi, lòng mình vui xa sao không bằng người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời hợp tình không tan cho đời gì mà. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa ô cánh biển hai nơi. Lâu mắt rồi ngồi xin ra cười lòng mỗi lòng người, đành chờ khi sao hẹn lại yêu nhau. Hôm nay do sức khỏe của mình không được tốt nha quý vị, bị cảm cho nên giọng nó hơi khàn tí xíu, thì hát đỡ một đoạn để test cho quý vị thưởng thức cái chất âm của nó thôi. Đôi loa này thật sự rất là tuyệt vời nha quý vị. Quý vị đã từng xài rồi thì em không nói, nhưng mà quý vị chưa xài thì hãy đến và cảm nhận thử chất âm của em nó thử một lần. Những đôi JBL 4 tấc thật sự không là gì đâu nha quý vị. Tiếng cực kỳ sáng. Đi 1 2 3. Em đang ghép nó với con âm ly cùng hiệu luôn nha quý vị, Lapsidro nha, COK 500. Con âm ly này là hiện đại chỉnh cơ hoàn toàn,